Xin chào thầy, các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại lên cho các bác những dòng phẩm mới nhất và mới về với cửa hàng em. Cho đến thời điểm bây giờ thì các bác đang theo dõi kênh của em thì các bác biết, tức là ngày nào em cũng sẽ có dòng sản phẩm mới để lên cho các bác, để các bác xem lựa chọn cho mình. Có những cái dòng phẩm thì cũng giá trung bình thì nó còn lưu lại thôi, còn những sản phẩm đẹp thì chắc chắn là các bác chỉ hỏi sau khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng, có thể là không đến 1 tiếng thì cũng chưa chắc các còn. Bác nào mà đăng ký kênh hoặc các bác nào nhanh nhất thì là chấm được bài thôi, còn nếu các bác chậm thì là các bác phải thông cảm, vì là mỗi dòng phẩm nó chỉ có duy nhất một chiếc thôi nên là nó cũng khó. Các bác thích thì cũng như mọi người thích thôi, ưng thì phải alo cho em ngay, còn nếu chậm thì các bác lại phải hẹn các bác ở những clip sau. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác về một số mẫu quạt Nhật nội địa, đó là những chiếc quạt Toshiba, rồi Brother, rồi là la chạm tắt. La chạm tắt. Hôm nay thì em có thêm một chiếc quạt Toshiba cánh rêu, quạt bàn cùng với lại những chiếc quạt lửng. Quạt lửng đa dạng nha, đa dạng. Trên clip này thì em sẽ giới thiệu với các bác về một chiếc quạt lồi cơm điện, đó là một chiếc lồi Yuji Mammoth hệ tách đường. Chiếc này thì là hàng đấu giá của em, gần như là mới kính quang luôn các bác nhé. Chiếc này là màu cà phê, các bác nhìn mới kính quang luôn. Lướt qua một lượt để cho các bác xem thôi. Chiếc này là 2015 các bác nhé. Đấy, 2015. Các bác không phải hỏi lại nữa. Các bác mà thích những cái dòng phẩm đẹp như nồi cơm điện đẹp VIP, cũng như là những chiếc quạt đẹp, thì các bác cứ alo cho em và chốt ngay. Còn nếu các bác chậm thì các bác lại hẹn các bác ở những video clip sau thôi. Đây các bác nhìn nhá, chiếc này là chiếc Yuji Mammoth hệ tách đường. Tất cả các chức năng này em bao cho các bác là ok hết nhá. Độ đẹp, độ mới thì khỏi phải bàn luôn. Khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Này. Gioăng là xanh biếc, vì là mấy mùa này thì thực ra nó cũng là các bác cũng đam mê về dòng quạt Nhật nội địa nên là em chủ yếu là ưu tiên về dòng quạt, còn nồi cơm thì nhà em rất nhiều. Đủ để cho các bác lựa chọn chứ không phải là thiếu. Nên là bác nào mà quan tâm thì cứ alo cho em. Các bác nhìn chiếc này là gioăng của nó là mới két kẹt kẹt luôn. Xanh biếc, lắp hơi sáng choang. Con này thì đẹp hết lớp nên là các bác ưng thì các bác alo thôi. Còn đâu là chắc chắn là các bác muốn tìm những chiếc mới đẹp như này thì cũng không phải là dễ. Còn nếu hàng đời 2015 mà nó còn ok như vậy. Nhìn cái son của nó lòng nhiều bác thì là ưng thì ưng rồi nhưng mà vẫn cứ gọi là dập dờn một chút thôi, hỏi quay lại thì đã khách đã chốt mất rồi. Nên là tất cả những sản phẩm của em, bác nào chốt thì là chuyển khoản cọc tối thiểu là từ 500 cho đến 1 triệu đồng, đó là tùy theo giá trị của sản phẩm nhé các bác nhé. Còn các bác chậm thì lại bị hẹn các bác, vì là hàng đẹp thì các bác thừa biết rồi, không có tự dưng là nó đẹp, mà nó đẹp mà thì đương nhiên là các bác nhìn thấy đẹp thì người khác cũng nhìn thấy đẹp thôi, chỉ có ăn nhau ở bác nào nhanh tay thì chấm bài thôi, chứ còn nếu các bác mà chỉ cần hơi chậm một chút thì cũng không bao giờ sở hữu được cho mình. Đấy, chiếc này là chiếc xoong hai ngấn này, lặng chịu chịu và cái xoong của nó đẹp óng ánh luôn, các bác nhìn nhé, lòng mề đẹp bóng liễng này, liễng luôn, bao lỗ bong trong luôn. Con này là hàng đấu giá, nhìn thấy thì các bác cũng đã thấy sướng rồi chứ chưa cần phải phải sử dụng nó này. Anh nhìn nhá, mới như là bóc xốp, mới như bóc xốp luôn. Con này thì đẹp hết lớp rồi. Con này thì cửa hàng em đang bán ra với giá là 5 triệu đồng nhé. Bác nào muốn sở hữu cho mình thì alo cho em. Dòng vật phẩm này cọc cả tối thiểu là 1 triệu đồng,
băng nào ưng thì cứ nhấc máy liên hệ nhé. Cứng cựa luôn. Và bây giờ thì em sẽ lên cho các bác về những chiếc quạt. Bây giờ em sẽ đi vào chiếc đầu tiên là chiếc quạt Toshiba các bác nhé. Con Toshiba này các bác nhìn. Con này đẹp, lồng mã inox sáng choang nhé. Lồng mã inox. Thân thủ đẹp. Và con này thì em báo luôn là con này em đang bán ra với giá là 1 triệu 800 nghìn đồng nhé. Mã là 698. Có giá là 1 triệu 800 nghìn đồng. Con này cánh kiếc là còn lét lẹt. Và lồng mã inox các bác nhìn từng cái lan lồng của nó này. Em quay rất kỹ luôn để các bác xem đỡ phải ấy nhé. Các bác hình dung tất cả những chiếc quạt Nhật nội địa này đều có tuổi đời là 4 đến 55. Đấy là những dòng quạt thấp nhất là có tuổi đời từ 4 đến 55 mà nó còn rất là ok. Con này là mặt là 3D nhé, mặt 3D này. Thân thủ lem bao không bể vỡ các bác nhé, không bể vỡ. Thân thủ đẹp không bể vỡ nhé. Thân cột bầu bếp cổ cánh là bao lành tít luôn. Bao lành tít luôn. Con này là 4 số. 3 chế độ gió. Các bác nhá. Có đồng hồ, có nút nhấn cao thấp. Thân thủ làm bao đẹp. Đấy, gần như là cũng không bể vỡ nhá, cổ cánh ok. Các bác nhá, cổ cánh ok. Nói chung là những dòng sản phẩm mà còn giữ được cái độ đẹp như này thì này bác nào mà thực sự đam mê thì mới sở hữu cho mình mà giá lại bình dân. Con này em đang bán ra với giá là 1 triệu 800 nghìn đồng nhé các bác nhé. Mã số là 698 các bác nhé. Gió êm, êm đét luôn. Tất cả các dòng phẩm em là các bác như dòng phẩm quạt có giá trị thấp là các bác cọc 500, còn những chiếc có giá trị cao thì các bác cọc 1 triệu. Bác nào mà ưng thì alo cho em. Còn bác nào mà mới vào kênh xem hoặc là mới cũng là chỉ để tham khảo thì các bác cứ theo dõi để xem em bán hàng nhé. Còn như thế nào thì các bác cứ nhấc máy lên liên hệ và hỏi trực tiếp những sản phẩm đẹp, hỏi xem là còn hay không. Còn ưng thực sự thì alo cho em. Em sẽ gửi ảnh chi tiết và báo giá cụ thể cho các bác để các bác lựa chọn cho mình. Cũng như là những cái phần gì ưu tiên, phần gì không ưu tiên thì là các bác cứ alo cho em. Đây là con này là con Fuji. Riêng nói về dòng Fuji đó là phòng dòng thương hiệu rồi, nổi tiếng của người Nhật rồi. Con này đồng hồ vẫn kẹt kẹt nhé, đồng hồ ok rồi. Con này có 4 số 3 chế độ gió. Mặt này là bọc nhôm này. Hoa văn gấm này, đẹp. Gió êm, cánh tím đẹp. Lồng mã inox sáng choang nhá, mặt trước là lồng mã inox rồi. Các bác nhá, lồng mã inox sáng choang luôn. Từng cái lan lồng. Các bác nhá, từng cái lan lồng rất là ok luôn. Cánh tím ngắt, bầu đẹp sáng choang, cổ cánh bao lành tít. Con này thì nếu nói về dòng Fuji thì các bác biết rồi, gió của nó thì cực kỳ là ok rồi. Có nhiều bác đang sở hữu rồi. Con này mang mã số là 699 thì em đang bán ra với giá là cũng là 1 triệu 9 luôn. Nếu bác nào quan tâm thì alo cho em. Bây giờ thì em sẽ lên cho các bác một chiếc quạt Toshiba. Quạt bàn nhá. Con này thì đẹp hết lớp. Đẹp hết lớp luôn. Con này cánh rêu. Con này là cánh rêu các bác nhá. Con này mã số là 700 các bác nhìn này. Các bác nhìn cái logo con quạt bàn này. Đẹp. Đúng là đẹp xuất sắc luôn. Cánh kiếc lồng mè đẹp này. Lồng mè của nó này cực kỳ là ok luôn.
Con này là lồng si nhưng mà còn sáng bóng luôn. Sáng bóng luôn nhá các bác nhá. Các bác nhìn logo của nó sáng bóng rồi. Đẹp hết lắc luôn. Con Toshiba này, có sải cánh 30 này. Các bác nhìn. Mới có nghĩa là các bác cảm giác là như con này là gần như là bốc hộp bốc xốp rồi. Nói chung là mới đét lên đẹp luôn. Phím số hình vuông, màu sắc tím than, logo đẹp lét căng như cả chỉ mặt 3D. Các bác nhìn được của nó, con này nó đẹp không? Thân thủ là em bao luôn là lành tít, không có một vết bầm dập hay là bẻ vỡ nhá. Cổ cánh hay lồng mè của nó trắng muốt muột. Cổ cánh lành lành tít luôn, cánh cánh rêu. Đẹp. Nói chung là những chiếc quạt đẹp này thì mặt này là mặt nhôm đấy, mặt này là nhôm đấy, mặt nhôm này, thân cột ok nhá, hộp đựng dây vẫn ok này, 3.000. Con quạt bàn đẹp như này, bác nào thực sự nhanh tay thì alo cho em nhé, còn các bác chậm thì lại hẹn các bác ở những video clip sau thôi. Vì những chiếc quạt bàn này nó cũng là một những chiếc dòng không phải là phổ thông, vì là quạt bàn này thường thường là rất ít, tức là cái tỷ lệ quạt bàn rất ít, quạt lửng thì rất nhiều. Những cái logo của nó đẹp như này, sáng choang này. Thân thủ đẹp, cánh đẹp. Con này thì em báo giá luôn các bác để các bác đỡ phải chờ đợi lâu nhé. Con này mang mã số là 700 và em đang bán ra với giá là 1 triệu 200 nghìn đồng. Giá bán tại cửa hàng luôn nhé. Bác nào thực sự mà muốn sở hữu cho mình thì là nhấc máy liền em nhé. Những dòng phẩm này là em đa phần là em bán tại cửa hàng. Giá là em báo tại cửa hàng luôn. Còn bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em. Còn các bác có nhu cầu là chuyển nguồn chuyển điện sang điện 220 thì các bác thêm tiền nhé. Vì là những dòng phẩm này là em đã báo giá ra là giá bán tại cửa hàng rồi. Và bây giờ thì em sẽ lên cho các bác một chiếc quạt la. Chiếc này là hàng đấu giá của em nhé. Chiếc này thì mới cứng này. Mới cứng luôn chứ không phải là mới đấy. Các bác nhìn nhé, từ cái lan lồng inox này cho đến logo này. Logo các bác nhìn nó sáng choang luôn nhé, không một tì vết. Các bác thấy chưa? Mới cứng cựa luôn, lồng mạ inox. Lồng sau cũng là lồng mạ inox luôn, có nghĩa là con này con la trọng tất các bác nhé. Cánh 30, cánh dìu. Đẹp, hết lớp luôn, cao 90. Con này thì thực sự là không có đối thủ để cạnh tranh. Em nói luôn là không có đối thủ để cạnh tranh vì là chiếc này là hàng đấu giá của em mà. Nên nó mới gọi là hết lấc luôn. Những chiếc này ấy, em nói luôn là các bác nào mà nhanh tay thì phải alo cho em ngay nhé. Còn nếu bác nào chậm tay thì là cứ phải hẹn các bác ở những cái chương trình sau. Sưu tầm cũng như là hàng đấu giá kiếm được những chiếc mà nó lồng mạ inox mà nó sáng choang từ trước đến sau mà nó đều ống tắp như này thì không phải là lúc nào cũng có các bác nhé. Các bác nhìn nghe từng cái lan lồng nhé, từng cái lan luôn. Con này là dòng ốc to, cánh nó dìu, ốc sâu rút nhé, sâu rút. Con này con la trọng tấp, các bác nhìn nó mới, thân cột nó mới nhỉ. Mới cứng cựa luôn, các bác nhìn logo này. Cái logo này nó cũng có biểu tượng của con gọi là dòng trọng tấp. Và hai nữa con này nó đẹp gọi là từ những cái phím số này, từ logo này, từ thân cột. Nét căng như kẻ chỉ, không có bị xây xước nha. Con này có chức năng số ngủ các bác nhé. Con chạm tắt này có chức năng số ngủ này. Các bác nhìn đây số ngủ này. 4 chế độ gió. Đồng hồ. Các bác nhìn cái đồng hồ của nó này.
tỉnh tách luôn. Đây là đồng hồ cáp, bên này là đồng hồ cáp nhé, to như cái chén. Bên này là đồng hồ hẹn giờ, led như soli. Thân thủ thành vách. Đây các bác nhìn nhá, thành vách này. Viền này là viền mã inox. Đế sắt, hộp sắt mới gần như là két kẹt kẹt luôn. Các bác nhìn từ đế dưới, đế sắt, hộp sắt này. Còn bên trên này viền này bóng liếng liệng luôn. Mặt là nhôm. Mặt nhôm hoa gấm này. Mặt nhôm hoa gấm gần như là không một vết xước, gần không một vết xước luôn. Đẹp hết hết lớp luôn. Con này là gần như đẹp tuyệt vời luôn chứ không phải là đẹp như bình thường nữa. Các bác nhìn thân cột của nó từ trước ra sau, ngang dọc trước sau, mặt này thì không có một vết xước mà bóng liễng đẹp luôn. Mặt gấm các bác cứ tìm thoải mái nhé, theo tham khảo thoải mái nhé. Trên thị trường không phải là riêng một mình em bán đâu, nhưng mà nếu mà được những con mà đẹp xuất sắc như này thì em khẳng định luôn là không bao giờ có, chỉ có trên trang đấu giá và hàng đấu giá thôi mới có nhé. Thân cột, thân cổ lúng xoáy, lồng mã inox sau trước, thân cổ đẹp đều con tắp, bầu đẹp nhá. Đấy các bác nhìn nhá, bầu đẹp sáng bóng luôn. Màu sữa này đẹp này, ngang dọc con này đẹp nhá. Lút đây là lút nhấn nút dây này, rất hiện đại luôn. Con này đầy đủ tính năng hết con nhé, đầy đủ tính năng hết. Một trong siêu phẩm VIP thì em sẽ cắm điện vào cho các bác xem con chạm tắt này luôn, nó hoạt động nhé. Vì là nói thật cho các bác là rất nhiều những dòng phẩm đẹp mà về với cửa hàng em thì em nói luôn là chỉ trong một hai tiếng cũng có thể là không đến, nhưng mà bác nào chỉ cần hỏi sau thôi là chưa chắc các bác đã sở hữu được cho mình nhé. Con này gió thì cực êm luôn. Đây là chiếc lăng số ngủ các bác nhé. Con này con chậm tắt, các bác chỉ sờ cái nó tắt phanh ăn đít gì luôn. Phanh của nó đấy, lồng mè đẹp. Cho các bác xem luôn chức năng hoạt động luôn. Kiếm những con la chậm tắt mà có những cái lồng đẹp mới như này, lồng đẹp mới cứng cựa như này, khẳng định luôn là không bao giờ có. Còn gần như là nó tỷ lệ đấy, nó chỉ nằm trong con số nhỏ thôi. Mới. Con này thì em cũng báo giá luôn, con này vì nó quá mới nên là cái giá em bán ra với giá là 6 triệu đồng nhé. Các bác ưng thì các bác mua nhé, các bác không phải mặc cả đâu, các bác ưng là các bác alo cho em thôi. Còn em nói luôn là tất cả sản phẩm trên cửa hàng em đã báo giá ra là gần như là giá là gần như mặc định. Bác nào ưng thì alo cho em. Những chiếc này là các bác thực sự quan tâm thì là các bác chuyển khoản hay là chuyển cọc nhé. Để cho tránh nhà các bác mà chốt mà chậm là người khác người ta chốt mất, thì lúc đấy là cũng không lên là có ý kiến là tôi chốt rồi mà lại không bán cho tôi, là nhiều khi là rất là chốt là các bác chuyển khoản. Còn nếu bác cứ xem, không thì các bác cứ xem thoải mái nhé các bác nhé. Con này tất cả chức năng của con này là hoạt động ok hết nhé. Nghe gió như bão luôn. Các bác thấy chưa? Phanh cực ăn luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Ui. Gió đấy. Đấy. Chiếc này là thì em đang bán ra với giá là 6 triệu đồng nhé. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Vì là những dòng phẩm mà về với cửa hàng em là em đã lọc và lựa chọn tất cả những dòng phẩm và giá cả là cũng đều theo
sự thỏa thuận và theo cái mà em đưa ra là gần như là nó là rất là ok và rất hợp lý rồi các bác. Không phải là em cứ thích bán bao nhiêu là bán, không phải không có đâu. Hàng là tất cả, không phải riêng của mình em, còn rất nhiều kênh đang bán hàng. Có những chiếc họ thì đang bán ra 3 triệu cũng có, em bán có chiếc có 3 triệu rưỡi. Nhưng mà các bác phải biết xem, là phải cân nhắc xem nó hình thức và các thứ của nó là sao. Đây là em giới thiệu luôn các bác, đây là chiếc quạt Brothel. Chiếc này có sải cánh là 35 nó nhé, sải cánh 35 luôn. Con này là lồng lồng này lồng sơn. Đấy, lồng sơn cánh 35. Thân thủ đẹp và con này là có chức năng số ngủ và hai đồng hồ hẹn giờ và đồng hồ cáp các bác nhé. Thân thủ là còn rất là ok. Bao luôn không bể vỡ nhé các bác nhé. Bao luôn các bác không bể vỡ, lành lặn. Bao luôn. Có cánh ok nhé. Có những bác thì rất thích cánh 35. Đấy. Có những bác thích cánh 35 nhưng mà lại chỉ thích rẻ thôi. Đấy. Còn nói thật cho các bác là đã những dòng phẩm đẹp thì không có giá rẻ. Không phải là tại cửa hàng em mà các bác cứ hỏi tất cả các kênh các trang bán hàng. Còn những chiếc quạt mà họ ôm cả đống ấy, về bán cho các bác ấy, nếu mà rẻ thì các bác chắc chắn là có vấn đề. Đấy, nói luôn cho các bác thế. Và giá lúc nào nó phải hợp lý chứ không phải là cứ thích bán bao nhiêu thì bán. Bác nào ưng thì alo cho em thôi. Con này cánh 35 nhá. Đẹp thì thôi khỏi bàn. Đế sắt. Cổ kiếp lành tít luôn. Cánh kiếp. Rất là ok luôn nhé, gió êm, riêng cái dòng này thì gió cực êm rồi vì là cánh của nó cũng chóp cũng giống như dựa như là con La Vương, như con này dòng ốc to nên là gió êm lắm. Con này mang mã số là 720 thì em đang bán ra với giá là 3 triệu 500 nghìn đồng nhé. Bác nào muốn sở hữu dòng cánh 35 này thì alo cho em nhé. Và bây giờ thì em giới thiệu sơ qua một chút về một cặp đôi quạt Toshiba này. Chiếc quạt Toshiba này là một chiếc quạt cây nhỡ các bác nhé. Quạt cây nhỡ này. Logo đẹp. Con này có chiều cao của nó 1 mét. Và mang mã số là 703. Chiếc này thì em đang bán ra với giá là 2 triệu 400 nghìn đồng nhé. Đấy, giá thì để cạnh tranh với tất cả các kênh các trang bán hàng trên thị trường, em khẳng định luôn là tất cả những dòng phẩm là em sẽ bao cạnh tranh luôn về giá cả cũng như là về đồ đẹp nhé các bác nhé. Bác nào mà thực sự mà quan tâm cũng như các bác mà đang theo dõi kênh thì các bác biết chứ không phải là các bác không biết, nhưng tất nhiên là cái giá nó phải hợp lý nhất để cho các bác lựa chọn cho mình. Chiếc này là sải cánh 30, chiều cao của nó gần 1 mét, là một chiếc quạt cây nhỡ và em đang bán ra với giá là 2 triệu 400 nghìn đồng. Đây, màu tím, cột màu tím, tím ngắt luôn. Viền đẹp từ trên xuống dưới. Đấy, mặt này là mặt mica này. Mặt là mặt nhựa mica. Con này 4 số đồng hồ. Mặt nhựa mica thân thủ đẹp, bao bể vỡ luôn. Bao bể vỡ luôn các bác nhé. Cổ cánh lồng mè ok hết các bác nhá. Đấy, cổ cánh nói chung là cổ cánh nhá. Đấy, quan trọng nhất là bao cổ cánh nhá các bác. Những chiếc mà nó còn ok như này thì các bác có ưng thì các bác chỉ chốt thôi, còn các bác cũng chẳng cần phải mặc cả nữa vì là những chiếc mà có sải cánh 30 mà chiều cao 1 mét thì nó là quạt nhỡ rồi, không có người, không có một cửa hàng nó bán rẻ đâu. Nên là bác nào ưng nhà lô cho em. Và bây giờ thì em sẽ lên cho các bác một chiếc tiếp theo, đó là một chiếc quạt Toshiba. Chiếc này là cánh rêu nhé các bác nhé. Con này cũng là con cánh rêu và lồng của nó là lồng mạ inox nhé các bác nhé. Lồng mạ inox sáng choang. Em quay rất gần cho các bác xem cái lan lồng này. Con này là lồng gần như mới luôn. Đẹp như vậy mà.
Con này mang mã số là 704. Cũng giới thiệu luôn các bác, trước này thì em đang bán ra với giá là 1.800.000 đồng nhé. Con này thân thủ này, màu sắc đẹp, bao không bể vỡ, bao không bể vỡ nhé các bác nhé, thân thủ đẹp. Nói chung là những cái màu sắc đặc sắc sặc sụa này thì thường thường là rất thích hợp với các chị em hoặc là những gia đình có phòng cho bé gái, thì là cái màu sắc này nó rất là ok, nó rất là nữ tính và rất là ok luôn. Rất nhiều người thích vì nó màu sắc nó cũng sặc sỡ, màu sắc sặc sỡ nên là nó cũng mang tính chất của những người đam mê chơi về đồ hàng sặc sặc sỡ nhé. Bao luôn bẻ vỡ cho các bác, cổ cánh là ok hết. Trước này thì mang mã số là 704. 704 thì hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 1.800.000 đồng nhé. Còn bác nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm nào nữa trên cửa hàng em thì là chủ động nhấc máy liên hệ với em qua số điện thoại 0975 067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại luôn. Hẹn các bác ở video clip sau.